Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên thứ nhất hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai, viết tắt là BRF2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì phiên họp này với chủ đề thúc đẩy kết nối để tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thế giới tập trung thảo luận sâu rộng hơn về hoạt động hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sáng kiến vành đai và con đường, tập trung vào kết nối cơ sở hạ tầng, để nhanh hợp tác và sản xuất thông minh trong các lĩnh vực bản lề của nền kinh tế kỹ thuật số. Theo lịch trình, phiên họp thứ 2 và 3 diễn ra cùng ngày với các chủ đề tăng cường cộng hưởng chính sách và xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững để thực hiện chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc, sau đó diễn đàn sẽ bế mạc. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua có cuộc hội đàm được đánh giá là thành công với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Sự kiện ngoại giao này không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản, mà còn giúp giải quyết những bất đồng giữa hai nước trong hoạt động thương mại song phương. Các nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật đã thảo luận về vấn đề thương mại song phương, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, cũng như các vấn đề khác mà hai nước cùng quan tâm. Một trong những vấn đề gai gốc nhất trong quan hệ Mỹ-Nhật Bản hiện nay chính là thẳng dư thương mại hai bên cũng đã được giải quyết. Bằng chứng là ngay trong cuộc hội đàm, ông Trump đã nói rằng ông hài lòng với quá trình đàm phán thương mại với Nhật Bản, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận thương mại trước khi ông tới thăm Nhật Bản vào tháng tới. Ông Trump nói, Chúng tôi đã thảo luận về lĩnh vực nông nghiệp vì Nhật Bản đã áp đặt thuế quan quá lớn đối với xuất khẩu hàng nông sản của Mỹ và Nhật Bản. Chúng tôi muốn loại bỏ thuế quan này vì chúng tôi cũng muốn gỡ bỏ thuế quan đánh vào mặt hàng ô tô của Nhật Bản. Tôi cho rằng mọi thứ đang tiến triển về phần mình thủ tướng nhật bản bày tỏ hy vọng đàm phán thương mại giữa hai nước sẽ tiến triển tích cực nhằm mang lại lợi ích song phương nhân đây ông abe cũng đã mời ông trump với tư cách là vị khách đầu tiên tới tham dự lễ đăng quang kế vị của nhật hoàng mới là thái tử naruhito sự kiện mở ra triều đại lệnh hòa ở đất nước mặt trời mọc ông abe nói đối với đất nước và người dân nhật bản kỷ nguyên mới có rất nhiều ý nghĩa trong bối cảnh sự kiện lịch sử này, tôi muốn mời Tổng thống Trump và phu nhân tới dự lễ đăng quang kế vị của Nhật Hoàng mới với vai trò những vị khách đầu tiên tới tham dự buổi lễ. Ngay sau cuộc hội đàm, ông Trump đã mời ông Abe dự bữa tiệc tối tại Nhà Trắng để mừng sinh nhật phu nhân Melania. để được xem là cử chỉ thân mật mà người đứng đầu Nhà Trắng chỉ dành cho các mối quan hệ đồng minh thân cận. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua thông báo chính phủ nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tái khởi động một chương trình du lịch liên triều khi ông tới thăm một tỉnh miền Đông giáp với Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm tròn một năm ngày ra đời tuyên bố bàn môn đếm. Tuyên bố bàn môn đếm là sự đồng thuận giữa ông Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Sự kiện Hàn Quốc tổ chức có chủ đề con đường dài để nhắc nhở mọi người dân nước này rằng con đường dẫn đến hòa bình còn xa nhưng cần phải đi ông Kim Jong un Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc cho biết, sự kiện này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là tất cả chúng tôi đều nhớ hội nghị thượng đỉnh ngày 27 tháng 4 năm ngoái. Chúng tôi đã mời các đặc phái viên nước ngoài tại Hàn Quốc, sinh viên và cư dân tham dự sự kiện ngày hôm nay. Thứ hai là chúng tôi đang thể hiện quyết tâm thực hiện tuyên bố bàn môn điếm. Nhiều hình ảnh thân thiện được bố trí tại một số điểm xung quanh bàn môn điếm, nơi ông Moon và ông Kim gặp nhau. Các nghệ sĩ tại Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc. Nghệ sĩ Mỹ Lin Harrell cho biết Tôi không hiểu sâu về các vấn đề Tôi chỉ có một mong muốn cháy bỏng Là mang tài nghệ của mình ra phục vụ cuộc sống Còn nghệ sĩ Trung Quốc Chen Wang chia sẻ Tôi nghĩ âm nhạc là một trong số ít những thứ trên thế giới này Có thể đưa tất cả chúng ta lại gần nhau Tôi hy vọng buổi hòa nhạc này Lan tỏa vẻ đẹp của tất cả chúng ta Và tôi hy vọng một ngày nào đó Sẽ có hòa bình thực sự trên bán đảo này Tuy nhiên, sự kiện diễn ra tối nay không phải là một sự kiện chung với Triều Tiên. Thưa quý vị, hôm qua phát biểu tại cuộc họp thường niên với Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ gọi tắt là NRA, Tổng thống nước này Donald Trump nói rằng ông dự định ngừng phê chuẩn Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế của Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNED và Liên Hợp Quốc sẽ sớm nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước. Ông Trump nói chúng ta sẽ ngừng phê chuẩn Hiệp ước. Trên Twitter, ông Trump gọi quyết định này là bảo vệ chủ quyền Mỹ. Khi đảo ngược lập trường của Mỹ về Hiệp ước, ông Trump viết, Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép các quan chức nước ngoài dẫm đạp lên quyền tự do của tu chánh án thứ hai của các bạn. Tuyên bố của ông Trump ngay lập tức bị một số tổ chức nhân quyền lên án. UNATT bao gồm xuất khẩu vũ khí, từ súng ngắn đến xe tăng nhưng không bán cho thị trường quốc nội. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephanie Ducharic gọi hiệp ước là một thành tựu mang tính bước ngoặt trong nỗ lực nhằm đảm bảo trách nhiệm trong việc chuyển giao vũ khí quốc tế. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chấp thuận áp đảo hiệp ước này năm 2013 và Mỹ, nước sản xuất vũ khí số 1 thế giới, đã bỏ phiếu ủng hộ hiệp ước bất chấp sự phản đối quyết liệt từ NRA. Một người phát ngôn của quân đội Sri Lanka hôm nay thông báo, ít nhất 15 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, đã được phát hiện tại nơi xảy ra vụ đấu súng ác liệt vào đêm qua tại khu vực bờ biển phía đông nước này. Vụ đấu súng xảy ra chỉ 6 ngày sau loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hơn 250 người thiệt mạng. Vụ đấu súng giữa quân đội và các nghi phạm được cho là các phiến của Hồi giáo nổ ra tại Santa Marutu, phía nam thị trấn Paticola. Cảnh sát cho biết ba kẻ đánh bom liều chết cũng được cho là nằm trong số 15 thi thể. Người phát ngôn của lực lượng quân đội, ông Sumit Atapatu, trong một tuyên bố nêu rõ, khi quân đội tiến hành đột kích vào một cơ sở được cho là nơi sản xuất đai bom, các nghi phạm đã nhanh chóng kích hoạt bom tạo ra ba vụ nổ lớn, sau đó vụ đấu súng bắt đầu nổ ra. Cảnh sát Sri Lanka hôm qua thông báo đã cố gắng truy tìm 140 đối tượng được cho là có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cảnh sát nước này cũng vừa bắt giữ ít nhất 76 người, bao gồm cả người nước ngoài tới từ Syria và Ai Cập, để phục vụ công tác điều tra liên quan tới hành động tấn công khủng bố nhân dịp lễ phục sinh vừa qua. Bộ Ngoại giao Mexico hôm qua đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ tại nước này, đề nghị Washington đẩy nhanh quá trình thông qua tại cửa khẩu biên giới chung giữa hai nước. Trong công hàm, Bộ Ngoại giao Mexico bày tỏ quan ngại trước tình hình thông quan chậm trễ hiện nay tại các cửa khẩu biên giới gây thiệt hại tới thương mại song phương, nguồn lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng của hai nước. Cơ quan chức năng của Mexico cũng yêu cầu Ủy ban điều hành song phương về quản lý biên giới trong thế kỷ 21 sớm nhóm họp để tìm ra giải pháp tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân, cũng như tăng cường hợp tác để đảm bảo hiệu quả và an ninh biên giới. Theo số liệu thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, Mexico lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại chính của Mỹ, với kim ngạch song phương đạt mức 97,418 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, thành phố Montreal của Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ lũ lụt sau khi một quyết định tương tự đã được đưa ra tại thủ đô Ottawa. Phát biểu với báo giới, thị trưởng Montreal Valerie Plante cho biết, do nước tiếp tục dâng cao, chính quyền hết sức lo ngại nên sau khi thảo luận với các cơ quan cứu hộ, thị trưởng đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép thành phố khoảng 2 triệu dân này tịch biên đất, lập các trung tâm sơ tán và giải ngân tiền để cứu trợ. Khu vực đảo Tây của Canada đặc biệt đáng lo ngại do nước lũ dâng cao kết hợp với tình trạng băng tan và mưa lớn. Tại tỉnh Quebec, hơn 1.100 người đã phải sơ tán. Chính quyền địa phương cảnh báo ở bên kia bờ sông Ottawa, ngăn cách Ontario với Quebec, một con đập nhỏ có nguy cơ vỡ trước đó thị trưởng Ottawa ông Jim Watson cũng bày tỏ lo ngại mực nước sông Ottawa có thể lên cao hơn cả mức của năm 2017 hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai tại Quebec để hỗ trợ người dân sơ tán theo số liệu ban đầu hơn 3.100 ngôi nhà đã ngập trong nước Thưa quý vị, Nga và Triều Tiên tuần này đã ghi dấu ấn quốc tế với cuộc gặp thường đỉnh tại Vladivostok. Giới quan sát cho rằng cuộc gặp dù mà ý nghĩa biểu tượng nhưng đã tạo ra chất xúc tác trong quan hệ hai nước, giúp phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và quan trọng hơn đã bứng kỳ vọng của cả lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Thời gian tổ chức hội nghị tượng đỉnh Nga Triều có lẽ là điều đáng lưu tâm nhất. Trước hết, hội nghị diễn ra chỉ 2 tháng sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Ngay sau đó, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên rơi vào bế tắc và Triều Tiên vẫn bị kiềm tỏa trong vòng vây trừng phạt. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công vũ khí chiến thuật dẫn đường mới, khiến Washington lo ngại. Trong bối cảnh như vậy, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim Jong-un được xem là chiếc xúc tác góp phần phá vỡ thế bế tắc, tạo đà giúp Triều Tiên tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Ông Dmitry Trenin, giám đốc trung tâm Carnegie Moscow nói rằng, tiếp sau hội nghị, ông Putin sẽ tiếp tục thuyết phục Triều Tiên theo đuổi một cuộc đối thoại hữu ích mang tính xây dựng với Mỹ, song nga sẽ không gây sức ép khiến Triều Tiên phải chấp nhận quan điểm của Mỹ. Từng có ý kiến cho rằng hội nghị thượng đỉnh nga Triều Tiên sẽ khiến Mỹ đứng ngồi không yên vì đây là một phần trong kế hoạch tăng cường ngoại giao giữa hai bên để gây áp lực với Washington. Tuy nhiên, nhà phân tích Johnny Kim thuộc viện nghiên cứu Triều Tiên ở nga lại có quan điểm trái ngược. Theo ông, Mỹ sẽ không coi cuộc gặp thượng đỉnh nga Triều lần này là hành động chống Trump. Mà ngược lại, chính Washington sẽ phải tham khảo ý kiến của Moscow về việc đàm phán với Triều Tiên và xác định những tuyên bố nào sẽ được họ lắng nghe. Ý kiến của Moscow là gì? Và ý kiến của Moscow là các bên hãy suy nghĩ tới việc làm sống lại cơ chế đàm phán đa phương, tức là làm sống lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân, qua đó đặt ra những đảm bảo an ninh quốc tế cho Triều Tiên. Đó là một cách tiếp cận khác biệt với những gì Mỹ và phương Tây đang thực hiện. Không đao to búa lớn, không dọa dẫm mà vẫn thể hiện sự chân thành cởi mở với Bình Nhưỡng. Hội nghị kết thúc tuy không ra tuyên bố chung nhưng mang lại cho Nga ưu thế chính trị vượt trội so với Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Còn đối với Bình Nhưỡng, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đóng vai trò như một lời nhắc nhở với Washington rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn còn những lựa chọn khác.